Xin chào tất cả các bác nhá. Ngày nay em có bóc hộp một con micro BS850 cho anh Duy nhá. Anh ở Kon Tum nhá. Đó. Mới nguyên hộp nguyên thùng luôn anh em nhá. Đó, bây giờ mới khui thùng đây. Thì thùng của nó sẽ có là 4 dâu mic, nó nằm ở ngay cạnh này anh em nhá. 4 dâu mic đây. Đó. Adapter nguồn. Đó, dây 6 ly anh em nhá. Đó, hai cái chống lăn. Đó, bên này thì sẽ có pin anh em nhá, pin. Đó, ở đây thì sẽ có tay mic. Đó, tay mic rất là đẹp, đây anh em có thể nhìn thấy. Đó, rất là đẹp. Đó. Hai tay mic anh em nhá. Đó. Anh em vẫn có thể nhìn thấy cực kỳ là chất lượng luôn anh em nhá. Đó, và đây là cái đầu thu của nó. Đó, đây là đầu thu anh em nhá. Rất là khít. Đầu thu đây anh em nhá. Đó, anh em nhìn thấy nó có vết xước đúng không ạ? Đây không phải là xước anh em nhá, đây là cái lớp ni lông này. Anh em có thể bóc cái lớp này ra. Anh em nhá. Bóc ra được anh em nhá. Đó, lớp này để bảo vệ cái màn hình Meka của nó, đây là cái tấm Meka. Đó, và bây giờ em sẽ test luôn. Đó. Test luôn cho anh em. Nguồn này thì giữ anh em nhá. Đó, giữ này để tắt này, giữ để bật này. Đó, giữ một lúc. Đó, sóng đầu 7 anh em nhé. Và bây giờ em sẽ lắp tay mic này. Đó. Con này thì nó có điều khiển ở trên này anh em nhé. Điều khiển ở trên này. Đó, anh em có thể điều khiển trên này được. Trong này để tăng giảm âm lượng, để cài đặt cái tần số 2 lao anh em nhé. Đó, 2 vào lao. Đấy anh em này. Đó, đây này, mình có thể là đây là 2 này. Đó, vôn này, vôn mic này, phi que này. Đó, giữ nhá, giữ xong ấn 2 này, đây là anh em muốn trở về lao là tiết kiệm pin này, thì là lao này. 2 là sử dụng pin nhiều này. Đó, mình sẽ để 2 anh em nhá. Vôn mic này anh em có thể là tăng giảm vôn mic được anh em nhá. Đó, tăng giảm vôn mic, ok. Đó, phi que này, phi que là tần số đấy. Rồi ok, rất là đơn giản anh em nhé. Đó ok, nó đang hiển thị trên này rồi. Nó đang ok hết anh em nhé. Khi mà nó nhận sóng thì nó sẽ báo là màu đỏ, còn khi nào nó không nhận sóng nó sẽ báo màu trắng anh em nhé. Rồi em sẽ cắm giác vào. Đây là cái tiếng mic thu của nó anh em nhé. Đó, hê hê ha ha, 1 2 5 6, hê hê ha ha, hê hê hê, hê hê ha 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 ha, hê hê hê. Mình sẽ chỉnh lại cái tần độ to nhỏ của cái mic anh em nhé. Bây giờ anh em sẽ để tầm khoảng độ 14 anh em nhé, 14. Hê hê ha ha, hê hê, hê hê ha 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 ha, hê hê. Cho effect lên này. Hi ha ha ha, 1 2 5 6. Hi ha ha ha, 1 2 5 6. Hi hi, đây là tiếng reverb anh nhé. Hi hi, 1 2 5 6. Hi, đây là tiếng delay echo này. 6 7 8 9. À đơ 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 đơ, 6 7 8 9. À đơ đơ đơ, ê ê, 1 2 5 6, ê ê, 1 2 5 6 7 8 9. Ê, tiếng delay echo anh em nhé. À, ê ê, pha bút một chút gì vật lên này. Ê ê, ha ha, 6 7 8 9. Người đã xa đi, có thể trở lại. Vết thương ngày nào có thể liền ra. Anh em có thể nghe thấy cái tiếng nó rất là đẹp đúng không ạ? 1 2 5 6. Thì với cái bộ mic này thì anh em có thể thấy là đây là đang không dùng dâu anten anh em nhé. Thì với cái bộ mic này thì anh em dùng cho gia đình cũng rất là ok. Ngoài ra thì cái dòng này
anh em có thể chơi sự kiện ngon lành anh em nhé. Sự kiện vì nó bốn dâu sóng, nó bốn dâu sóng thì anh em phải biết là nó khỏe như nào rồi. Sóng của nó 100m anh em nhé, 100 đến 150m. Dòng này là chuyên cho sự kiện chuyên nghiệp đó. Và anh em sẽ lắp thử lắp cái tay thứ hai anh em nhé. Và em cũng phải nhấn mạnh thêm là cái mic này ấy, nó rất là hay cái là như này, anh em phải giữ nhá thì mới mở được nhá. Giữ thì mới mở được, còn đôi khi anh em ấn vào thì nó sẽ không mở. Còn khi mà muốn tắt đi anh em nhấn đúc vào cái nguồn anh em nhá. Thì trong cái trường hợp anh em muốn mute lại. Đó thì nhấn đúc vào. Đó, còn anh em muốn tắt đi cũng phải giữ nhá. Tránh cái trường hợp mà đây này, ấn nó bị lên bất ngờ thì nhà sản xuất sẽ làm cho cái phải giữ thì mới được anh em nhá. Đó. Ok, lên sóng nhận bình thường. Hát 1 2 5 6. Người đã xa đi có thể trở lại. Tiếng rất êm luôn anh em nhé. Đợi một chút delay. Sáu bảy tám chín. 1 2 5 6 7 8 9. Thì anh em có thể thấy là cái chất mic của cái mic này nó rất là hay. Thì anh em có thể tham khảo anh em nhé. Giá của bộ mic này là 5.200.000 đồng. Nên anh em nào có nhu cầu mua hàng, anh em có thể liên hệ trực tiếp. Hiện tại đây em đang test bộ mic này để cho anh em test để chuẩn bị đóng hàng gửi đi cho anh Duy. Anh cũng đã cọc tiền cho bên em rồi. Và bộ này nó rất là chất lượng anh em nhé. Nên anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em anh em nhé. Ok, chào tất cả anh em. Hẹn anh em những video sau anh em nhé. Xin chào tất cả các bác nhé. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.